Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mà mình đây, từ từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tạo Đại Chiến nha, mình đây từ từ đường phố đây các bạn. Ok, quay trở lại đầu video ngày hôm nay. Trước khi vào video cho anh em xem video vui vẻ và đặc biệt hay, đừng quên like và share để đăng kênh đúng phần nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nhập con đen dùng chung mới nhất và sau đó hốt quả khủng của Lamy anh em, hốt quả dương quả khủng của Lamy vào cuối sự kiện thôi. Ok các bạn, điểm danh chưa nào? Chỗ này chúng ta có cái đua top sự kiện top là và top 1 hiện tại là bác Cường Đào Bánh đã là vào 95k FP à, đây chắc tính là FP anh em. Thứ hai là 428 Sầm Sơn. Toàn anh em xem vừa mới là nhiều nhờ. Quà nào thì khá là ngon. Người ca nước mắt trên cherry mua 10 mét anh em. Ok, đầu tiên thì nhập code chưa anh em nhá. Đấy, mấy tuần code nối miết, tuần này cuối cùng code cũng ok rồi các bạn. Đấy. HT 1605 anh em. Đó. Vàng nào. Rồi. Phần quà thì cũng khá là ổn các bạn. Đấy, 10 thùng bia, 2 là đánh boss, một. Đấy anh em, rồi. Xem nào, thái ok với cả thư quà tuần VIP nên anh em là hết. Đó, chúng ta có hai phần quà các bạn nhé, nướng luôn lên em, khá là ngon. Ok các bạn, rồi xem nào, với hai phần quà này chúng ta xem được những gì đây. Phải có 20 thùng bia ra. Nam Dương lính 99 sao. Dương đỏ cho đây anh em. Dương đỏ. Ôi cũng chả trông mong các bạn. Uầy. Khi chúng ta không trông mong thì nó lại ra là những thứ chúng ta cần. 36 à. Vẫn thiếu các bạn. Tổng bộ nào. Cho đi luôn anh em. Cho đi luôn các bạn. Nào, giờ ok. Giờ kiếm mấy cái xu vòng quay nhận anh em. 2 4 5 6 7. Cũng được 7 cái thôi anh em. Hôm nay bên này có đảo bánh nha. Có đảo bánh các bạn, ngon. Quẩy đảo bánh chứ đi, xong đi quẩy sự kiện luôn anh em. Đây, hàng này cũng mới lên được correct win này. Sanji Kata Kulu. Trận đầu tiên nộp anh em. Kata tiếp theo Kata. Ơi ngon anh em. Uầy, cũng còn win đi thì cũng ngon đi chứ. Thế thì thừa thắng xông lên nào. Này này cho gặp anh ba chứ đi các bạn. Còn thua. Correct, à quên Kata anh em. Kata tôi sợ khu hoàn thua các bạn. Rồi thấm đấy nhưng mà thố nắm. Rồi bao lớt cũng không qua đấy anh em. 5, 10 xu 20 30 xu 40 xu 45 xu 50
5. Được hai phát bản quay các bạn. Vâng, nhà được hai phát bản quay không? Đúng hai phát anh em. Thiếu mất hơn 30 à. Đúng không? Đó hơn 3 chúng rồi anh em, 3 4 cái nữa là được thêm lượt quay nữa. Vấn đề câu chuyện ra là kiếm ra 34 xu quay nữa anh em. Nhận qua nào. 15 thùng bia. Sự kiện. Sô cô la. Siêu mộ đặc biệt mới đang vòng 2 rồi. Độ linh chỉ 10 sao xong hết rồi. Sốc cỏ bốn lá được thêm 20 thùng bia nữa anh em. Quay. Từ các bạn. Tướng. Ô đây là tôi đang thiếu mấy cháu nhỉ? Tôi nhớ là ba cháu anh em, ba cháu. Data thì mới up rồi, correct có rồi. Từ đó các bạn, bình tĩnh anh em, cứ bình tĩnh. Rồi. Chiêu mộ trước đi các bạn, đập thùng bia ra đi. Trước mắt là chiêu mộ đập thùng bia ra anh em, tính tiếp. Phanh kì. Nào, Inuyasha đâu rồi, con này qua nhân phẩm lắm anh em, hiện tại là có 4 cháu Inuyasha rồi nhá. Nhìn thì thôi anh em, chỉ có xương xương con này đã có 4 cháu Inuyasha cho con này rồi. Rồi, ok. 15 lượt đánh boss. Rồi, ok luôn các bạn. Boss nào. Hai lượt. Ba lượt. Như còn ba lượt này cũng là hết dương kim cương thì phải anh em. Biết mà. À, làm trăm cốc bia vàng luôn anh em. Vừa đẹp, làm trăm cốc bia vàng luôn, được thêm một lượt đánh boss nữa. Đấy, giờ còn 3 lượt kia mà mở được khoảng 5-6k kim cương gì đấy. Hoặc 10k kim cương thì tuyệt vời ông mặt trời anh em. Cái đấy mới quan trọng. Mở nó phải ra anh em, chứ không ra thì cũng như nhau thôi. Tiếp tục nào. Tới nào. Sanji, Nami. Tiếp tục anh em. Apple. Chạy chả. Smoker. Nhân phẩm tập 2. Không có đâu anh em. Thực ra mình cũng đoán trước điều đấy rồi, nhưng mà vẫn nên nợn nữa là quẩy cho nó vui thôi. Rồi sự kiện anh em. Dương. Ok các bạn, 3 rương kim cương không trông chờ lắm. 500 kim cương nữa thôi các bạn. Crack ạ, à. Crack tôi vừa mới lên E5 xong. Bitmom cũng E5 rồi. Ôi dầu đen, ô đen con nào. Ô đen, hay quá. Ô đen, lục kỳ à. Dùng ô đen. Zero đây có rồi, BG. À đúng rồi, à cái BG tôi đang đăng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi anh em. Túi này.
Capson Gang BG, tôi vừa nhìn thấy có hai form ở đây anh em. Đây. Có hai form Capson Gang BG ở đây. BG ra anh em. Rồi. Tướng sinh khí nào. BG này hiện tại được bao nhiêu form đây anh em? 2 4 5 6 với 6 form các bạn. Ai. Cô đền thêm một form nữa thôi. Từ từ anh em. Cô đền thêm một form thật nhưng mà trời phân lý check trang bị các bạn. 2 3 2 kiếm linh cương. À kiếm. Rách là mê 3 nữa các bạn. Rách là mê 8 cũng sao out trình rồi. Ok đây tính sau anh em nhé. Video tới kết thúc thôi. Hẹn gặp anh em clip theo. Giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.